chen ra khơi tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan bắt nguồn từ đâu. Nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng trong vòng 6 giây khai gì? Công an vào cuộc điều tra khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị xâm hại đến mang thai. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Những ngày qua, mạng xã hội đang rầm rộ trước trend ra khơi tìm kho báu của bà Trương Bị Lan. Nhiều netizen dần dần rủ nhau đi tìm kho báu, tạo nên cuộc đại hải trình quy mô chưa từng có khắp các nền tảng. Câu chuyện tìm kho báu của bà Trương Bị Lan này được cho là bắt nguồn từ dòng status cải biên trên Facebook khi được tòa hỏi giấu 673.000 tỷ đồng ở đâu, bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời rằng: "Các ngươi muốn cuộc cải của ta ư? Ừ, ta giấu ngoài biển khơi ấy, ngươi muốn thì ra đó mà tìm." Kể từ đó, người người nhà nhà đều đu chen tìm kho báu, từ những tấm ảnh chế đến các đoạn video chèo thuyền, chèo thúng phóng ra biển khơi, thu về hàng trăm nghìn lượt thích. Thực chất, đây chỉ là một trào lưu mang tính chất đùa giỡn, lấy cảm hứng của câu chuyện về vua hải tặc Gundy Roger trong bộ anime và manga nổi tiếng One Piece. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, câu chuyện hải tặc chỉ là những tình tiết được cư dân mạng tự nghĩ ra. Bà Trương Mỹ Lan không hề nói bất cứ điều gì về nơi cất giấu 673.000 tỷ trước tòa. Con số trên thực chất là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan phải đền bù thiệt hại trong ngân hàng SCB. Dù vậy, Chen truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan vẫn thu hút đông đảo người tham gia. Hiện tại, Chen truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan được nhận xét là thiếu tôn trọng bà Trương Mỹ Lan nhưng mang lại nhiều tiếng cười trên mạng xã hội. Ngay lập tức, nhiều người đã cho rằng tranh này có thể sẽ vi phạm pháp luật. Trước hết cần xác định những thông tin được sử dụng để xây dựng nên tranh này xuất phát từ những thông tin không có thật. Thực tế bà trương mỹ lan không hề có bất cứ tuyên bố nào tương tự. phiên tòa xét xử vụ án trương mỹ lan vạn thịnh phát thể hiện sự uy nghiêm của pháp luật. để đảm bảo phiên xét xử được diễn ra một cách nghiêm trang, an toàn cần sự nỗ lực của cả hệ thống tư pháp cùng hàng trăm chiến sĩ. tham gia xuyên suốt phiên tòa xét xử bị cáo trương mỹ lan luật sư lê nguyễn quỳnh thi đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, toàn bộ lời khai của bà Trương Bị Lan tại tòa không có chi tiết nào khai là dấu kho báu ngoài khơi. Luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi phân tích, cư dân mạng đã dùng hình ảnh, clip thật tại phiên tòa để lồng ghép nội dung sai lệch, bịa đặt. Chỉ những người tham dự phiên tòa mới biết được tiếng nói thật của chủ tọa và bị cáo, còn người dân bình thường làm sao biết được đâu là tiếng thật, đâu là tiếng do công nghệ AI tạo ra. Theo luật sư Quỳnh Thi, việc cứ vài ngày vài tuần xuất hiện một trend lồng ghép hình ảnh để người dùng tăng tương tác xả stress là chuyện rất bình thường trên mạng xã hội tuy nhiên lồng ghép hình ảnh hoạt động tố tụng tại tòa án để đưa thông tin sai lệch tạo trend coi chừng vi phạm pháp luật việc dùng hình ảnh thật rồi lồng ghép tiếng nói với nội dung sai lệch hoàn toàn đưa thông tin không đúng sự thật có thể tác động xấu trên mạng gây hoang mang trong dư luận là vi phạm pháp luật còn hành vi đó vi phạm tới mức độ nào bị xử lý ra sao thì cần phải qua công tác xác minh của cơ quan tiến hành tố tụng để làm rõ động cơ mục đích của cá nhân hay tổ chức đã đưa hình ảnh. Hơn nữa, việc chen truy tìm kho báu của bà Trương Bị Lan được nhiều cư dân mạng tham gia còn tiềm ẩn nhiều nguy hại hơn về mặt tư tưởng. Thứ nhất, việc sử dụng án tử của một đối tượng phạm tội để dùng làm cho đùa trên mạng sẽ vô tình gây ra tâm lý trêu đùa mọi thứ, không chỉ trên không gian mạng mà còn cả đời thật. Việc này cũng trái với nguyên tắc nhân đạo kể cả đối với tội phạm bị triệt khỏi xã hội của pháp luật Việt Nam từ đó đi ngược lại với truyền thống văn hóa của cả dân tộc. Thứ hai, việc sử dụng một đại án với mức thiệt hại lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng lại bị mang ra làm cho đùa, vô hình chung sẽ làm lệch lạc về tư tưởng của một bộ phận người dân. Thứ ba, việc đi tìm kho báu, tham gia băng hải tặc sâu xa hơn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của giới trẻ, gây ra sự lệch lạc về tư duy trong việc lao động và kiếm tiền của một bộ phận người trẻ, gây ra nhiều khó khăn cho các cơ quan đảm bảo trật tự xã hội. Hội đồng xét xử đã tuyên đọc bản án dành cho 86 bị can trong vụ vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan. Bà Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình, buộc bồi hoàn cho SCB số tiền hơn 673.000 tỷ đồng. Các tài sản liên quan bị kê biên sẽ dùng để hoàn trả trong nghĩa vụ thi hành án. Hội đồng xét xử đồng thời đưa ra nhiều quyết định về các giao dịch dân sự của bà Lan và các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhằm thu hồi tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo. Trong đó tòa buộc công ty Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm chủ tịch hội đồng quản trị hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận từ bà Lan là hơn 2.882 tỷ đồng. Quốc Cường Gia Lai sẽ nhận lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sunny Island thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát nắm giữ trước đó. Liên quan đến các thỏa thuận chuyển nhượng, hợp tác còn đang giang dở giữa bà Lan, các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát với đối tác, tòa buộc các bên giao trả cho nhau những gì đã nhận. Cụ thể, công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát bị buộc nộp lại hơn 2.300 tỷ đồng. Công ty Phú An, bà Phan Thị Phương Thảo nộp lại 145,2 tỷ đồng và 1.000 lượng vàng SJC. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển và kinh doanh nhà hoàn trả 400 tỷ đồng. Công ty cổ phần T và H Hạ Long và công ty Âu Lạc nộp lại hơn 6.000 tỷ đồng để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án. Trong đó khi nhắc tới cái tên Phú An và nữ doanh nhân Phan Thị Phương Thảo, giới doanh nhân thường liên tưởng ngay đến công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Phú An và tập đoàn Khang Thông cùng dự án đình đám Happyland xứ sở hạnh phúc. Happyland nổi tiếng bởi tổng quy mô 688 ha, vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Từ chục năm trước, dự án gây bão khi cho biết đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Kêu gọi rầm rộ triển khai như vậy, nhưng sau đó dự án đắp chiếu nhiều năm, công ty rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Hàng loạt bản án sau đó được công bố, số nợ của Phú An lên đến khoảng 700 tỷ đồng, mất khả năng thanh toán, thậm chí công ty còn nợ cả tiền bảo hiểm xã hội. Cục thi hành án dân sự tỉnh Long An phải vào cuộc kê biên một phần tài sản, bà Thảo lúc đó bị cấm xuất cảnh. Năm 2016, để trả nợ, tập đoàn Khang Thông tìm đối tác mua cổ phần của dự án Happyland. Thông tin trên thị trường thời đó cho biết, những cuộc đàm phán với bà Trương Mỹ Lan của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã diễn ra nhưng bất thành. Không đạt được thỏa thuận với Vạn Thịnh Phát năm 2017, phía Khang Thông công bố thông tin đã bán 88% cổ phần của dự án Happyland cho đối tác Vina Oscar tại Hồng Kông Trung Quốc. Năm 2021, tòa án nhân dân tỉnh Long An nhận được đơn của công ty Nhật Linh Li Hoa yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty Khang Thông. Cục thi hành án dân sự cho biết, thời điểm đó đang tổ chức thi hành án đối với 6 bản án của công ty Khang Thông. Sau hơn 2 năm, tháng 3 năm 2023 Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty Khang Thông. Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với một số đơn vị tiến hành bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Sơn Hiền, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh khi nghi phạm đang chạy trốn trên một tuyến đường ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Minh Toàn sinh năm 1994, chú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Cơ quan công an sau đó đã lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 16 kiềng bằng vàng có trị giá khoảng 190 triệu đồng, ô tô biển kiểm soát Hà Tĩnh cùng tài liệu, tăng vật liên quan vụ án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu toàn khai nhận do chơi bời, đánh bạc, dẫn đến nợ đần không có tiền để trả, nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Tối ngày 17 tháng 4, toàn lái ô tô nhãn hiệu Vios di chuyển trên quốc lộ 1 hướng thành phố Hà Tĩnh đi thị trấn Nghèn, chạy lòng vòng để quan sát. Khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền, nhận thấy sơ hở nên toàn đã chạy xe đến chỗ vắng, lấy băng dính che biển số xe, quay lại đột nhập vào tiệm vàng, dùng búa đinh đập vỡ tủ kính. Chỉ trong vòng 6 giây, toàn đã lấy đi 16 kiềng vàng trị giá khoảng 190 triệu đồng rồi lên xe tàu thoát. Sau khi xảy ra vụ cướp, bà Lê Thị Thu Hát, chủ tiệm vàng Kim Sơn Hiền, chưa hết bàng hoàng mỗi khi nhớ lại. Bà Hát kể lại, khoảng 20 giờ 50 phút ngày 17 tháng 4, hai vợ chồng bà đang nằm nghỉ trong nhà. Chị Lê Ngọc Tê, con gái của bà Hát, ngồi ở phòng khách làm việc. Thời điểm trên, bất ngờ nghe nhiều tiếng động chát chúa phía quầy bán vàng. Bật dậy xem thì phát hiện người đàn ông đang luồn tay vào tủ kính lấy trộm vàng. Chưa kịp định hình, chị Lê Ngọc Tê lập tức lao ra khỏi nhà cầm điều khiển tivi ném vào nghi phạm và chi hô hàng xóm. Bà Hát nhớ lại, kẻ trộm đã chuẩn bị từ trước, đậu xe trước cửa để theo dõi tình hình. Sau khi thấy chúng tôi không có mặt tại quầy hàng mới hành động. Sau những tiếng va đập lớn, chỉ trong 6 giây, tên cướp đã vừa lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của hàng chục người. Quá trình gây án, tên cướp bị mảnh kính rạch vào tay chảy máu. Hung khí là chiếc búa phá kính cũng bị bỏ lại tại hiện trường. Tên trộm nhanh chóng dẫm ga bỏ chạy trốn thoát khỏi hiện trường trước sự chứng kiến của nhiều người. Ông Ngô Đức L, thợ sửa xe trước cổng tiệm vàng Kim Sơn Hiền cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có rất nhiều người đứng xung quanh tiệm vàng, nhưng tên cướp vẫn liều lĩnh gây án và bỏ trốn. Ông L cho biết, tên cướp trên tay cầm nhiều kiềng vàng, lao ra xe, một số vòng vàng còn rơi vãi trước cổng tiệm, hiện trường nhốn nháo. Do tên cướp bịt mặt nên lúc đối đầu, ông L không nhìn rõ nghi phạm. Sự việc diễn ra quá nhanh nên không ai kịp trở tay, chỉ biết nhìn tên cướp tẩu thoát. Ngày 17 tháng 4, đại diện công an huyện Thanh Trì Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái DTNL 12 tuổi bị xâm hại dẫn đến mang thai 38 tuần tuổi. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm vụ án, tuy nhiên, danh tính người này vẫn chưa được công bố. Đại diện lãnh đạo bệnh viện phụ sản Hà Nội cho biết 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, bé gái đã hạ sinh một bé trai nặng 3 kg, sức khỏe của cả hai mẹ con đều tốt. Cũng trong ngày 17 tháng 4, đại diện công an huyện Thanh Trì cho biết, cơ quan chức năng vừa lấy mẫu ADN con của bé L để phục vụ điều tra. Theo trình báo của gia đình anh A, cha của bé gái sau khi phát hiện con gái mang thai đã đưa con tới cơ quan công an xã Tam Hiệp trình báo. Tại địa phương, gia đình anh A có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm. Vợ chồng anh A có hai người con cháu L là con út. Khi cháu L vừa tròn một tuổi, vợ anh A bỏ nhà đi đến nay chưa biết tung tích. Kể từ đó, anh A phải sống trong cảnh gà trống nuôi con. Để có tiền nuôi con, anh A phải đi làm nhiều công việc chân tay. Những lúc rảnh rỗi, anh A thường chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Anh A nói, gia đình mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm minh người đã làm hại con gái mình. Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối cho rằng, cho bé bị xâm hại khi 11 tuổi, đã có sự mô tả lại về hành vi của đối phương. Hành vi của đối tượng phạm tội có đầy đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với tình tiết định khung là làm nạn nhân có thai và phạm tội hai lần trở lên sau khi cho bé sinh con, việc xét nghiệm để truy bắt, xét xử đối tượng phạm tội sẽ được cơ quan chức năng vào cuộc và đối tượng có thể xử lý với mức phạt cao nhất lên đến 20 năm tù. Nhiều tháng trôi qua, mỗi lần nhắc đến cái ngày đen tối ập đến với con gái nhỏ của mình, anh DNA ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội lại bật khóc. Anh A chia sẻ, vợ anh rời bỏ gia đình khi cháu L mới một tuổi, nên anh phải nuôi con một mình. Tại địa phương, gia đình anh A có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm. Để có tiền nuôi con, anh A phải đi làm nhiều công việc chân tay. Những lúc rảnh rỗi, anh A thường phải chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập. Sự việc bắt đầu vào tối ngày 6 tháng 1 năm 2024. Anh A vô tình nhận thấy con gái mình có biểu hiện bất thường ở phần bụng. Qua kiểm tra, anh A tá hỏa khi con gái mình đã mang thai được 6 tháng. Ngay sau đó, anh A dẫn con gái mình đến công an xã Tam Hiệp để trình báo sự việc. Qua lời kể của cháu, tôi biết được cháu đã bị người đàn ông là hàng xóm cạnh nhà tên V làm hại nhiều lần. Điều đau xót khi tên V này vốn là chỗ anh em thân tình nhiều năm cũng là người bế con gái tôi từ khi cháu còn nhỏ anh a chia sẻ khi con gái tôi đến tuổi dậy thì cũng là lúc tên v này nhiều lần dùng tay sàm sỡ trêu ghẹo cháu do cháu còn nhỏ nên nhận thức và hiểu biết hạn chế không biết để kể lại sự việc với gia đình được đà lấn tới tên v đã dở trò đồi bại nhiều lần với cháu dẫn đến cháu mang thai ngoài ý muốn khi trình báo sự việc đến công an và chính quyền địa phương lực lượng chức năng đã nhanh chóng thụ lý hồ sơ và hứa là giải quyết nghiêm theo quy định pháp luật nhưng đã 3 tháng trôi qua. Cái thai trong bụng con gái tôi ngày càng lớn dần lên, đã 38 tuần tuổi rồi, trong khi đối tượng V vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hắn chỉ thừa nhận có hành vi sàm sợ con gái tôi và chối bỏ cái thai đó, đổ tội cho con gái tôi có thai với người khác. Anh Nga khẳng định, con gái của anh vừa bước vào tuổi dậy thì, chưa hề có bạn trai, chưa có người yêu. Cháu rất ngoan, ngoại trừ việc đến trường đi học, tất cả thời gian còn lại đều ở nhà phụ giúp việc cho gia đình. Tại cơ quan công an, cháu L cũng khai rõ tên V là người đã làm hại với cháu, là người làm cháu mang thai. Ngoài ra, cháu L không qua lại với bất kỳ ai. Chiều ngày 27 tháng 4, anh A đã đưa con gái mình đến bệnh viện phụ sản Hà Nội để mổ sinh cháu bé theo chỉ định của bác sĩ. Và chính giây phút này ở vai trò và trách nhiệm của một người cha, anh A đau đớn rằn vặt trước quyết định về sự sống cho cái thai trong bụng con gái mình. Anh A lo lắng nếu giữ lại cái thai, sau này lớn lên không biết con gái mình và cháu mình sẽ đối mặt ra sao với cuộc sống hiện tại. Khi bố của đứa trẻ đã từ chối nó ngay khi còn trong trứng nước, và anh cùng con gái mình sẽ nuôi dạy cháu ra sao khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, người mẹ trẻ không có kiến thức để nuôi con. Anh A rơi nước mắt trong sự tuyệt vọng. Nhưng nếu từ bỏ mạng sống của cháu bé, sau này tôi phải đối diện với con gái tôi ra sao? Tôi không nỡ nhẫn tâm làm vậy. Cầm trên tay những tờ giấy khám bệnh và kết quả siêu âm, anh A nói trong vẻ mặt thất thần. Từ khi biết chuyện, tôi không nhìn mặt kẻ hãm hại con tôi nữa. Tôi sợ mình không đủ bình tĩnh khi đối diện với kẻ thủ ác. Trong vụ việc bé gái 12 tuổi mang thai do bị xâm hại, anh DNA, bố cô bé, vẫn đang ngổn ngang nỗi lòng khi nghĩ đến tình cảnh của con gái nhỏ. Chiều ngày 17 tháng 4, các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiến hành mổ bắt con cho cháu L. Cháu sinh được một bé trai 3kg, được đặt tên là DTTM, theo họ của ông ngoại. Anh DNA cho hay, anh cảm thấy vô cùng phẫn nộ với kẻ thù ác đã làm hại con gái. Còn nghĩ đến tương lai của con và cháu ngoại, anh dự định sẽ tách ra để nuôi riêng, tránh ảnh hưởng tâm lý đến con. Anh nói, sau khi nằm ở viện về, tôi sẽ đưa cháu về nhà. Cho bé mới sinh thì tôi sẽ nuôi ở nhà, còn mẹ 12 tuổi sẽ đưa đi ở tạm nơi khác. Sau một thời gian, tôi sẽ tính tiếp, tôi chưa có phương án cụ thể. Tôi ở tình huống đi không được, ở không xong. Có thể tôi phải làm điều ác là bóc tách mẹ và con nhưng tôi buộc phải làm vì tôi sợ khi mẹ gần con xong quyền luyến quá thì không bỏ được con bản thân con gái tôi còn quá bé chưa lo được cho bản thân mình thì làm sao lo được cho con nó tôi chấp nhận để cháu cho người ta nuôi giúp tôi nuôi hai đứa con đã vất vả rồi nhưng sẽ đồng hành cùng người nuôi cho bé anh a xót xa chia sẻ tiếp dần dần tôi sẽ cho con gái tiếp cận em bé tôi đã ba lần trao đổi với con sau khi đè mồ con gái tôi khóc vì cảm nhận được là đã mất đi một cái gì đó phương án để bé trai đi làm con nuôi, anh A à cũng nghĩ tới. Nhưng lại băn khoăn sau này con gái lớn lên, cháu hỏi thì không biết trả lời như thế nào. Trước đó, theo lời kể của bố, L là cô bé ngoan ngoãn, thông minh, lễ phép, hay giúp đỡ mọi người. Cháu còn rất ngây ngô, nhưng đã sắp phải là mẹ. Chị T, cô ruột của cháu L tâm sự, trước đó chuẩn bị tới ngày mùa đẻ, nhưng cháu vẫn chạy nhảy, chơi đùa khắp xóm. Ai cũng thương xót cho cháu bé đang tuổi ăn tuổi học, lại sắp sửa phải làm mẹ đồng thời mong muốn kẻ gây ra tội ác sớm chịu sự trừng phạt của pháp luật